VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Bạn đang lo ngại với phòng có diện tích lớn, kinh phí eo hẹp thì không thể nào sắm một dàn karaoke chất lượng, âm thanh phủ các phòng để chơi Tết. Đừng lo nữa, bởi vì VDA mang đến cho quý vị một tin vui ngay sau đây. Vâng, chỉ với 19.800.000 đồng, VDA cam kết lắp đặt cho phòng karaoke 30m2 của quý vị một dàn karaoke HD vô cùng chất lượng so với các dàn karaoke cùng tầm giá. Nào hãy cùng tìm hiểu xem dàn karaoke này bao gồm những thiết bị nào nhé. 1. Đầu Agnos SK8830 2TB, hỗ trợ hát cả nhạc MIDI và nhạc MTV, hình ảnh xuất qua cổng HDMI cho chất lượng đạt chuẩn HD, trang bị chip âm thanh SAM2634 của Pháp cho chất âm tuyệt hảo, tích hợp ổ cứng lên đến 2TB giúp lưu trữ thêm hàng chục ngàn video nhạc MTV, điều khiển chọn bài thông qua smartphone, máy tính bảng, kết nối không dây với TV qua phần mềm Android Dongle. 2. Amply Jaguar BA503A, sở hữu công suất lên đến 500W, có khả năng đến 2 đôi loa một lúc nhưng tiếng nhạc ra loa vẫn rất mượt mà và truyền cảm. Kết hợp giữa công nghệ analog và full digital BA503 xử lý nhạc tinh tế, giảm hẳn tiếng hú của micro khi đang hát, làm cho giọng hát hay hơn, hấp dẫn hơn. Hoạt động ổn định ở cường độ cao nhờ khả năng tản nhiệt tiên tiến và tiêu thụ ít điện năng hơn các dòng Amply khác. 3. Loa Verton 868, công suất 300W, kết hợp hệ thống 5 loa bao gồm 1 loa bass, 2 loa chép và 2 loa mid. Tiếng bass chắc nịch, tiếng chép trong trẻo, tiếng mid rõ ràng. Verton 868 có thể truyền tải được nét độc đáo riêng của từng bản nhạc. Loại bỏ tạp âm, điều chỉnh trao chuốt để tiếng nhạc giọng ca ra loa được sắc nét hơn, chấm dứt tình trạng hú rè vỡ tiếng, đồng thời có khả năng hoạt động ổn định ở cường độ cao. 4. Micro Boss QM 990, trang bị khả năng điều chỉnh tần số và ngắt hú tự động. Boss QM 990 gần như không bị hú rè khi hát karaoke. Boss QM 990 là dòng micro hút âm đỉnh nhất hiện nay với phạm vi bắt sóng lên đến 100m. Đặc biệt, Boss QM 990 tích hợp tính năng tự động lọc bỏ tạp âm, loại bỏ tiếng thở âm gió, giúp giọng ca ra loa trông rõ và chân thật. Tại VDA của chúng tôi đang có khuyến mãi cực hấp dẫn. Trọn bộ dàn karaoke có giá cụ thể là đầu Agnos SK8830 2TB có giá là 6.500.000 đồng, Amply Jaguar BA503A có giá 5.900.000 đồng, loa Verton 868 có giá 7.000.000 đồng, Micro Boss QM 990 có giá 3.900.000 đồng, tổng cộng là 23.300.000 đồng, và giá khuyến mãi tại VDA chỉ có 19.800.000 đồng, chỉ duy nhất trong dịp Tết này. Vâng, với dàn karaoke HD chuẩn phòng 30m2 giá rẻ thì quý vị tha hồ mà chơi Tết. Và đừng quên là tại VDA luôn có các phòng thử để quý vị tha hồ trải nghiệm thực tế chất lượng sản phẩm, và ghé VDA để nhận những phần quà hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.